ngọc thơ thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin câu chuyện từ chức của phó thủ tướng vũ đức đam trong các thể chế chính trị độc tài từ trước tới nay tiêu biểu như ở việt nam và trung quốc hầu như không có chuyện từ chức nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao cỡ thứ trưởng bộ trưởng mắc khuyết điểm hay phạm tội thì chỉ bị xử lý nội bộ dưới hình thức khiển trách phê bình kỷ luật hạ tầng công tác nặng lắm thì mới phải vào tù Thường thường cũng không phải tự nhiên mà người ta chủ động từ chức khi mắc lỗi. Từ chức vì lòng tự trọng, hoặc có thể để tỏ trách nhiệm, hoặc như một cách tử tế sòng phẳng nhất để tạ tội với người dân là điều phi thực tế. Thông thường họ cũng luôn khôn khéo thu xếp để được hạ cánh an toàn, đảm bảo hậu vận được giàu sang hơn rất nhiều người khác. Hình ảnh cụ Bí Thư, tỉnh ủy Hà Tĩnh bị cách chức ông Võ Kim Cự, hiện là chủ tịch tập đoàn sâm ngọc linh vì vậy khi nghe một quan chức cấp cao nào sắp sửa từ chức chỉ một số người dân có quan tâm chính sự mới chú ý theo dõi còn đối với đại đa số nhân dân lao động chạy vậy vất vả để kiếm miếng ăn thì ai lên ai xuống cũng mặc họ không coi đó là việc của họ đơn giản chỉ vì những ông quan lớn đó không phải do họ chủ động bầu lên bằng lá phiếu bầu cử thật sự dân chủ Tình hình này cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cho bộ máy cầm quyền ngày càng trở nên yếu kém, thối nát và bất lực vì nó cứ dung túng lâu dài cho những kẻ không chỉ bất tài vô dụng mà còn làm hại dân hại nước ở nhiều mức độ khác nhau. Trong một mô hình tổ chức quản lý xã hội không có dân chủ, không có phân quyền, không để các nhánh quyền lực có thể kiềm chế lẫn nhau và thiếu một hệ thống tư pháp độc lập có hiệu lực Bây giờ hiến pháp trên thực tế chỉ là một tờ giấy lộn không được thực thi Hoặc chỉ được thực thi kèm theo những luật ngầm Trong tình huống này, tất cả các nhà lãnh đạo đều tỏ ra bất lực như nhau Trên bảo, dưới không nghe Bắt buộc họ phải dùng nhiều uyển ngữ để lừa mỹ dân chúng Khi xảy ra những chuyện đổ bể lớn như vụ Việt Á Hay việc giải cứu công dân từ nước ngoài của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Cùng vài bộ liên quan Thì không có ai là người chịu trách nhiệm cụ thể cả đây là hình ảnh trong sự sai đều do lỗi thằng đánh máy, một cách bao biện được các quan chức Việt Nam thường dùng. Số người bị tù tội nếu có thể thì phần nhiều lại thuộc các cách từ trung gian trở xuống bị đẩy ra làm dê tế thần. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa giải thích tại sao trong các thể chế độc tài toàn trị, thiếu dân chủ, người ta hay đổ lỗi cho nhau và không có văn hóa tự chức để cho những kẻ bất tài, thiếu đức cơ hội chủ nghĩa tha hồ tiếp tục thao túng kéo dài và người cộng sản giả định vẫn còn tốt bụng thiết tha phục vụ nhân dân theo lý tưởng ban đầu trong một thể chế mang tính luẩn quẩn không có lối ra như vậy sẽ tạo ra những hiệu ứng ngược họ có thể vô tình trở thành những kẻ vừa là tội đồ vừa là nạn nhân của cái thể chế chính trị do chính họ tham gia vào với đầy đủ các loại tổ chức ngang dọc trên dưới giấy tờ hợp pháp nhưng rồi dần dần người ta cũng tiến bộ và nhận ra vấn đề do đó bắt đầu có những câu nói xuất phát từ cửa miệng của vài nhà lãnh đạo cấp cao như ai không muốn làm hoặc làm không được việc thì đứng sang một bên câu này khi mới nghe qua ai cũng tưởng là câu nói hay có tính đột phá tuy nhiên nghĩ kỹ lại người phát ra loại câu nói như vậy chẳng qua chỉ là một lối ngụy biện họ chỉ nhìn xuống cấp dưới mà nói chứ không bao giờ chịu khách quan xem xét lại bản thân mình họ cũng quên đi nguyên tắc người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm các cấp dưới đều do họ bổ nhiệm theo lối quy hoạch cơ cấu và chức càng lớn thì trách nhiệm càng cao nói theo cách này thì có nghĩa là cấp dưới có lỗi chính là cấp trên cũng có lỗi phải có trách nhiệm liên đới đây là hình ảnh trợ lý phó thủ tướng vũ đức đam bị bắt trong vụ án chuyến bay giải cứu thời gian gần đây cộng đồng mạng rộ lên một tin mà có thể độ chính xác rất cao đó là câu chuyện một ông phó thủ tướng đang định từ chức với điều kiện đừng đưa ông ra truy tố. Ông này liên quan tới trách nhiệm phòng chống đại dịch Covid-19 và một số vụ lem nhem khác, nhiều thành phần quản lý mang tính cấp dưới gây ra. Trong những vụ này, ông và một vài nhân vật đứng đầu quan trọng nhất với tư cách phó thủ tướng và có một thời gian là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống đại dịch Covid. Dường như để dọn đường cho chuyện từ chức của các cán bộ lãnh đạo cao cấp. Trước đó không lâu, người ta đã đưa ra thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Điều đáng chú ý là thông báo này là nội dung ghi ở điều 2, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không có tự nguyện xin từ chức thì có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định khách quan mà nói thông báo số 20 này có thể là một phần nào thể hiện được nỗ lực cải cách về mặt tổ chức nhân sự của hệ thống chính trị nhưng kết quả có tốt đẹp thật hay không thì còn phải chờ thực tế trả lời bởi vì việc từ chức của người này rất có thể là cơ hội tốt cho người khác nhảy vào, lắp vào chỗ chống chức vụ mà trong điều kiện hiện nay các phần tử cơ hội chủ nghĩa, tham chức tham quyền đang hiện diện rất đông đã biểu hiện bằng một bầy sâu tham nhũng ăn không chừa một thứ gì quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin câu chuyện từ chức của phó thủ tướng vũ đức đam quý vị hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút theo dõi kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật tin tức nhanh nhất mới nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cái Tết buồn cho người lao động nghèo. Không có đơn hàng thì bắt buộc phải nghỉ thôi, đó là lời ca thán của anh Nguyễn Thanh Trung, một trong những công nhân làm việc ở lĩnh vực dệt may tại một khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc, giáp ranh với thủ đô Hà Nội. Anh Trung và hơn 300 công nhân của doanh nghiệp may xuất khẩu vừa được thông báo cho nghỉ Tết từ ngày 10 tháng 12 cho tới ngày 7 tháng 2, nghĩa là nghỉ Tết tới gần 2 tháng. Anh Trung nói, gần 20 năm đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ở phía Bắc, chưa bao giờ anh được nghỉ Tết dài như vậy. Tuy nhiên, anh cho biết điều này anh đã dự đoán trước, bởi thời gian gần đây anh và hầu hết công nhân trong nhà máy đã phải làm cầm chừng buổi làm buổi nghỉ trước tình trạng đơn hàng giảm mạnh anh hiện lo lắng không biết tới đầu tháng 2 có được quay lại làm việc như lời hứa hay không. Anh nói cả nhà bốn miệng ăn mà hai vợ chồng đều nghỉ Tết sớm và có nguy cơ mất việc khi Tết cận kề như thế này thì đúng là khủng khiếp. Vợ chồng anh đang sắp xếp về lại quê, sống dựa vào mảnh vườn và mấy xào ruộng của bố mẹ trong vài tháng tới. Chuyện ăn uống thì có thể miễn cưỡng đảm bảo được nhưng không biết con cái học hành sẽ ra sao khi mà phải chuyển trường về quê theo bố mẹ. Anh nói và cho biết thêm rằng về quê trong hoàn cảnh giáp Tết mà lại không một xu dính túi như thế này đúng là cực chẳng đã. Hình ảnh tình trạng nghỉ Tết kéo dài 2 tháng không lương xảy ra phổ biến ở cả nước. Rất nhiều công nhân tại khắp các khu công nghiệp từ Nam chí Bắc năm nay được cho nghỉ Tết sớm, đứng trước nguy cơ mất việc tiến thoái lưỡng nan ngay trước Tết vì doanh nghiệp không được đặt hàng. Ngoài công nhân, nhiều thành phần lao động cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn ngay thời điểm giáp Tết. Anh Nguyễn Minh Hà, một chủ vườn đào và quốc ở Vĩnh Phúc cho biết, tới nay tức chỉ còn khoảng tháng nữa là Tết mà vườn cây cảnh của anh vẫn chưa bán được một gốc đào hay quất nào. Khác hẳn với mọi năm, khi rất nhiều người tìm tới mua đào quất để chơi Tết sớm. Mỗi năm thì vào thời điểm này đào và quất đã rụt rịch rồi. Nhà các đại gia đã lên vườn mua đào quất về để chơi Tết sớm. Đến gần Tết thì vứt đi để mua gốc mới. Nhưng năm nay thì chưa thấy gì cả. Nói chung là kinh tế khó khăn. Dịch giả xong rồi mà còn lại khó khăn thế này thì mệt. Anh Hà cho biết. Ngoài nghề trồng cây, gia đình anh Hà còn kinh doanh thêm các mặt hàng tiêu dùng cho các sớm công nhân làm việc ngay trong các khu công nghiệp gần nhà. Nhưng anh cho biết giờ đây nguồn thu khá đều đặn đó cũng không còn nữa. Công nhân các khu công nghiệp thì cho nghỉ từ lâu rồi. Không còn việc làm mà nên họ bị cho nghỉ từ lâu rồi cũng đúng. Anh than vãn lo rằng tình trạng hiện tại sẽ còn kéo dài. Ở Việt Nam thì người ta cứ tin rằng Trung Quốc khi bỏ chính sách phong tỏa thì kinh tế sẽ phát triển trở lại thông thương nhập khẩu sẽ tốt lên báo chí toàn tuyên truyền kiểu đấy thôi. Nên mọi người hy vọng Trung Quốc thoát thì Việt Nam cũng sẽ đỡ đi. Anh nói và quả quyết không tin mọi chuyện lại đơn giản như thế. Hình ảnh biên giới Việt Trung vẫn đang đóng do tình hình dịch bệnh bên kia biên giới đang căng thẳng. Anh NT, một phóng viên làm việc cho cơ quan báo chí ở Hà Nội cho biết trong chuyến công tác vào Nha Trang, trung tâm du lịch biển miền Trung anh đã chứng kiến sự vắng lặng khác thường khi hai nguồn khách chính của nha trang là nga và trung quốc đều vắng bóng anh cho biết từng dãy khách sạn và resort năm sao đóng cửa tối ôm không mấy người qua lại theo anh dù trung quốc mở cửa trở lại thì cũng không có nhiều hy vọng cho du lịch việt nam vì du khách trung quốc có sang được ngay đâu mở cửa thì mở cửa từng bước mà bản thân họ thì cũng khó khăn chứ có phải khá giả gì đâu cái nền kinh tế Việt Nam nó bắp bên là ở chỗ đấy tức là sống hoàn toàn dựa vào đầu tư nước ngoài bán sức lao động giá rẻ hoàn toàn phụ thuộc vào các đơn hàng nước ngoài bây giờ không có đơn hàng thì người ta sẽ sa thải là chuyện đương nhiên rồi không có cách nào khác cả cái lực lượng lao động đấy giờ không biết đi đâu và về đâu vì kỹ năng lao động thì chỉ thế thôi làm theo di truyền làm cái giày cái dép may cái quần, cái áo thì trình độ đơn giản ấy mà. Anh nói, ngay cơ quan báo chí anh đang làm việc cũng đang gặp khó khăn khi khó thu hút được quảng cáo từ các doanh nghiệp. Anh NT cho biết, hàng quán cũng không được đông đúc như mọi năm. Tình trạng ảm đạm của nền kinh tế nói chung, người ta đã ít nghĩ tới chuyện tụ tập ăn nhậu tất niên. Hình ảnh lao động còn khó khăn vì đơn hàng sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2023. Bà Hoàng Thị Nhung, một chủ tiệm cà phê lâu năm cho biết, chưa bao giờ tiệm của bà lại vắng vẻ như lúc này. Bà nói, thường thì giáp Tết tiệm của bà luôn luôn tấp nập, còn giờ đây lại hoàn toàn khác. Bà không biết sẽ cầm cự được bao lâu khi mà hàng tháng vẫn phải trả 30 triệu đồng cho tiền thuê mặt bằng. 30 triệu thì phía trên cho thuê homestay được mười mấy triệu cũng đỡ được một nửa. Cà phê giờ thì chỉ bán từ sáng tới trưa thôi, tối thì chỉ còn lác đác vài người vắng lắm bà nhung than vãn và cho biết đây sẽ là một cái tết buồn và thiếu thốn bất chấp những thực tế đó giới hữu trách khẳng định năm 2022 nền kinh tế việt nam đạt được kết quả tích cực và tương đối toàn diện lạm phát được kiềm chế đúng chỉ tiêu dự kiến đạt tăng trưởng trên 8%. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh hôm 17 tháng 12 tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Tổng quan Kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng điều hành năm 2023 tuyên bố Kinh tế Việt Nam đang phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Theo báo nhà nước, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin cái tết buồn cho người lao động nghèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết và đừng quên bấm nút theo dõi kênh YouTube cũng như Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật tin tức mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.